Lưới la võng báu này có hương thơm ngào ngạt, hoa đẹp chuỗi anh lạc rất đẹp trong bùa khắp chung quanh đạo tràng, khiến cho tất cả chúng sinh người được thứ hương này, thấy được thứ hoa này và thứ chuỗi anh lạc này đều gieo xuống hạt giống bồ đề, tương lai sẽ thành Phật quả. Châu mani vương vườn báu biến hiện tự tại, mưa xuống châu báu vô tận và các thứ hoa xinh đẹp dài khắp mặt đất. Ở trong các mảnh nơi báu có châu mani vườn báu, nghĩ cái gì thì có cái đó tại tầm như ý cho nên biến hiện tự tại lại mưa xuống châu báu vô tận và các thứ hoa xinh đẹp dài khắp mặt đất xung quanh đạo tràng các cây báu thẳng hàng cành lá xum xuê tươi tốt các cây báu do các thứ báu làm thành có thứ tự từng hàng từng hàng từ bốn phía nhìn lại đều thẳng tắp các thứ cây báu đó dùng vàng làm thân cây dùng mã não làm cành, dùng chuỗi anh lạc làm lá. Màu sắc các thứ báu có ngàn vạn thứ. Cành lá các cây báu đó không những phóng ra ánh sáng mà còn rất rực rỡ, sung xuê, tươi tốt. Do thần lực của Đức Phật khiến cho đạo tràng tất cả đều trang nghiêm ảnh hiện. Cảnh giới đó là do thần thông oai lực của Đức Phật mà có được. Thần thông oai lực của Đức Phật do từ đâu mà có nhiều thứ lưới báu nhiều châu mani ni vương nhiều cây báu vân vân đều là do đức phật tại nhân địa nghiêm trì giới luật tơ hào cũng không phạm giới Giới sát sinh không những tay không giết hại mà tâm cũng không sinh tâm niệm giết hại từ bi thương xót tất cả chúng sinh không trộm cắp không những thân không trộm cắp mà tâm cũng không khởi ý niệm trộm cắp nghiêm hành tu trì giới luật giới dâm cũng là như thế, càng không khởi ý niệm dâm dục. Đời này tuy kết hôn xong chỉ trên danh nghĩa mà thôi. Giới nói dối, thấy thì nói thấy, không thấy nói không thấy, biết thì nói biết, cũng không sinh ý niệm nói dối. Giới rượu, phàm là chất có sự tích thích đều không uống, không riêng gì rượu. Được Phật giữ nam giới căn bản này cho nên mới có thần thông oai lực như thế. Dùng các thứ báu để trang nghiêm đạo tràng, công đức của Phật viên mãn mới có thần thông oai lực, làm cho đạo tràng trang nghiêm long trọng. Ở trong đạo tràng này ảnh hiện ra cảnh giới không thể nghĩ bàn này. Cây bồ đề cao lớn hiện hiện lạ thường. Vì Đức Phật thành Phật dưới của bồ đề này cho nên cây bồ đề này cũng biến thành cao lớn, chẳng giống những cây bồ đề khác, cho nên nói cao lớn hiện hiện lạ thường thân cây làm bằng kim cang, gốc bằng lưu ly, các thứ báu đẹp xen tạp dùng làm cành lá, các làm báu chen nhau phủ che như mây. Thân cây bồ đề đó do kim cang làm thành, lưu ly bóng làm gốc cây bồ đề, lại dùng rất nhiều thứ báu đẹp làm cành lá, giữa lá và lá chen nhau, cành cây thòng rủ xuống, lá cây che dập giống như lọng bằng mây che trong hư không. Có các hoa báu nhiều màu, trổ ra các cành, bày ảnh la liệt, lại dùng châu mani làm quả, đều trói sáng rực rỡ như lửa, ngọn, sen lẫn trong hoa. Hoa bóng có trăm ngàn thứ màu sắc, trổ ra các cành, bày ảnh la liệt rất nghiêm đẹp, lại dùng châu mani làm quả bồ đề, quả này đều phát ra ánh sáng rực rỡ, chiếu soi. Ánh sáng rực rỡ như lửa ngọn đều xen lẫn trong hoa, khắp chung quanh cây bồ đề đều phóng quang minh ở trong quang minh mưa xuống trầu mani báu trong mani báu có các bồ tát đông nhiều như mây đồng thời xuất hiện khắp ba biển bốn phía cái bồ đề này đều phóng ra ánh sáng của Phật ở trong ánh sáng lại mưa trầu mani báu trong trầu mani báu lại có rất nhiều bồ tát đông nhiều như mây đồng thời cùng nhau xuất hiện lại nhờ thần thông oai lực của như lai mà cây bồ đề luôn vang ra âm thanh rất hay diễn nói các pháp không cùng tận cảnh giới này có đủ thứ quang minh đủ thứ ánh sáng đủ thứ hoa đủ thứ màu sắc phối hợp với nhau làm thành đạo tràng trang nghiêm tốt đẹp mỹ lệ khiến cho đạo tràng thù thắng đó là do đại oai thần lực của đức phật cây bồ đề này không những cao hiền lạ thường mà còn phát ra âm thanh rất hay khiến cho người nghe đều đắc được đủ loại tam muội. Cây bồ đề này luôn luôn phát ra âm thanh rất hay, trong âm thanh hay đó lại nói đủ thứ các pháp, không khi nào hết được, tức cũng là không khi nào nói hết được. Luôn luôn đều nói, thời khắc đều nói, suốt tuổi vị lai đều nói pháp không gián đoạn. Chỗ của Như Lai ngồi là cung điện đầu cát rộng lớn trang nghiêm mỹ lệ, đầy khắp mười phương. Vì Đức Phật thành tránh giác dưới cội bồ đề, cho nên gọi là Như Lai là một trong 10 hiệu của Phật. Những gì là 10 hiệu? 1. Như Lai 2. Ứng cúng 3. Tránh biến tri 4. Mình hạnh túc 5. Thiện thệ thế gian dài 6. Vô thượng sĩ 7. Điều ngự trượng phu 8. Thiên nhân sư 9. Phật 10. Thế tôn Khi nói bộ kinh hòa nghiệp này thì Đức Như Lai hiện thân lô sáng na cao ngàn trượng cho nên cung điện đương nhiên phải cao 3.000 trượng. Cảnh giới này là do đại oai thần được của Như Lai biến hóa hiện ra. Cung điện lầu các này rất rộng lớn phi thường, vừa trang nghiêm vừa mỹ lệ, không những đầy khắp một phương mà đầy khắp mười phương. Dùng các màu sắc châu mani tạo thành đủ loại hoa báu dùng để trang nghiêm. Tòa cung điện lầu các này dùng rất nhiều các màu sắc châu mani bóng làm thành dùng đủ loại hoa báu để trang nghiêm tòa cung điện này. Sau khi Đức Phật thành đạo rồi, dùng đại oai thần lực để trang nghiêm đạo tràng. Hiện thần Lô Xá Na ngàn trượng để diễn nói kinh hoa nghiêm đại phương quả Phật này. Một số phàm phu tục tử nghe rồi, cảm thấy sự trang nghiêm đạo tràng này có vẻ chẳng có gì quan trọng. Thật tế thì sự trang nghiêm này là biểu pháp, biểu thị Phật lúc tại nhân địa tu đủ thứ hạnh môn thực hành đủ thứ sự khổ hạnh khó làm bây giờ thành phật mới có đủ thứ sự trang nghiệm này những đồ trang nghiêm đều phóng ánh sáng như mây từ trong cung điện đầu cát hoa ảnh làm thành tràng có vô số bồ tát và chúng hội đạo tràng đều vân tập đến trừ phật đều phóng quang minh trong quang huynh có âm thanh vi diệu không thể nghĩ bàn lại có châu mani vương báu làm thành lưới Tất cả hoa báu trang nghiêm đều phóng quang minh, giống như các loại mây báu trong cung điện có khoảng không gian. Thứ quang ảnh này tụ hội, thành hình tràng báu. Trong tràng báu này có vô lượng vô biên Bồ Tát, không những có vô lượng vô biên Bồ Tát, mà mỗi vị Bồ Tát đều đem chúng sinh trong đạo tràng của mình, đều xuất lãnh đến bồ đề đạo tràng, chỉ trừ Bồ Tát đến đạo tràng của Đức Phật thì xuất hiện quang minh của chư Phật chiếu soi với nhau. Trong quang minh của Phật cũng phát ra âm thanh vi diệu không thể tả, lại có châu mani vương báu, làm lưới báu. Do thần thông oai lực tự tại của Như Lai, khiến cho tất cả cảnh giới đều xuất hiện trong đạo tràng. Vì Như Lai đắc được thần thông oai lực tự tại, tất cả các thứ âm thanh hay, các thứ ánh sáng, các thứ cảnh giới đều từ trong đạo tràng hiện ra cho nên trong bồ đề đạo tràng có cảnh giới không thể nghĩ bản này. Nhà cửa phòng xá, chỗ ở của tất cả chúng sinh đều hiện ra hình bóng ở trong đó. Sức thần thông tự tại của Như Lai biến hiện cảnh giới không thể nghĩ bàn. Ở trong cảnh giới giống như lưu ly, như hư không, tất cả chúng sinh ở trong hư không, nơi ăn trốn ở đều hiện ra hình bóng trong cảnh giới này. Vì vậy cho nên trong kinh kim càng có nói, Tất cả chúng sinh có những tâm gì Như Lai đều biết, nghĩa là tất cả tâm niệm và hành vi của chúng sinh, không biết có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai đều biết đều thấy, vì đều không ra ngoài phạm vi bốn trí của Như Lai. Bốn trí là gì? Tức là thành sở tác trí, diệu quán sát trí, bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí bốn trí này là từ tám thức của phàm phu biến ra mục đích chúng ta tu đạo là truyền thức thành trí lại nhờ thần lực của chư phật gia trì trong khoảng một niệm bao khắp pháp giới tòa sư tử cao lớn tốt đẹp tòa của đức phật ngồi gọi là tòa sư tử vì sư tử là chúa của loài thú khi sư tử hống lên thì tất cả loài thú đều sợ hãi cho nên Phật nói Pháp dụ như sư tử hống, thiền mà ngoại đạo nghe được thì sinh tâm sợ hãi mà hàng phục được chúng. Do đó tòa ngồi của Đức Phật gọi là tòa sư tử. Tòa sư tử này cao lớn tốt đẹp lạ thường. Đài làm bằng châu mani, lưới bằng hoa sen, châu báu đẹp thanh tịnh, dùng viềng chung quanh, càng loại hoa đẹp nhiều màu kết thành chuỗi anh lạc. Tòa sư tử này dùng châu mani bóng làm đài dùng các loại hoa sen nhiều màu để làm lưới lại dùng châu báu đẹp thanh tịnh viền chung quanh thứ châu báu đẹp thanh tịnh này lại gọi là tị trần châu thứ châu báu này để ở chỗ nào thì chỗ đó chẳng dính một hạt bụi thứ châu báu này do đâu mà thành tựu là do trì giới thành tịnh mà cảm ứng châu báu đẹp hiện ra lại dùng đủ loại hoa nhiều màu để làm chuỗi anh lạc cung điện lầu các cửa nẻo thèm bực thảy đều trang nghiêm cây bóng cành lá bông trái chen nhau la liệt cung điện lầu các cửa nẻo thèm bực tất cả đều tốt đẹp trang nghiêm có mười thứ mỹ lệ trang hoàng không thể nghĩ bản khiến cho ai thấy thì đều sinh tâm bồ đề và tâm thanh tịnh người trên thế giới này tại sao có tâm ô nhiễm có tư tưởng không thanh tịnh vì nghiệp chướng của chúng ta không thanh tịnh cho nên hiển hiện ra thế giới không thanh tịnh nếu nghiệp thanh tịnh thì sẽ cảm hiện ra thế giới cũng thanh tịnh. Dùng bảy thứ báu để trang nghiêm cảnh lá và trái thật. Cây báu này ở ba bên bốn phía tòa sư tử xen nhau la liệt. Châu Mani tuôn ra ánh sáng như mây, hỗ tương chiếu soi lẫn nhau. Châu Mani bóng tuôn ra ánh sáng như mây. Ánh sáng này chiếu ánh sáng kia, ánh sáng kia chiếu ánh sáng nọ, hỗ tương chiếu soi lẫn nhau. Mười phương chư Phật hóa hiện châu vương. Lúc bấy giờ, mười phương chư Phật đến bên tòa sư tử, hóa hiện châu vương nghĩa là lý tròn dài đầy. Phạm là khi mới thành Phật, đều có tất cả chư Phật hiện hình quán đảnh, tất cả Bồ Tát thân cận kính ngưỡng. Máu đẹp từ trong búi tóc của tất cả Bồ Tát đều phóng ánh sáng, chiếu sáng đạo tràng. Máu đẹp từ trong búi tóc của vô số Bồ Tát trong mười phương đều phóng ra ánh sáng, chiếu sáng đạo tràng lại nhờ oai thần lực của chư Phật gia trì, các Bồ Tát đều diễn nói cảnh giới rộng lớn của Như Lai, âm thanh rất hay, chẳng có chỗ nào mà không nghe được. Lại nhờ oai đức thần thông của tất cả mười phương chư Phật gia trì, các Bồ Tát đều diễn nói diệu pháp của Như Lai, cảnh giới rộng lớn này dùng âm thanh hay, thông đạt bốn phương, chẳng có chỗ nào mà không nghe được âm thanh hay này, tức là ở trong một hạt bụi cũng nghe được vì đều đang chuyển bánh xe Pháp. Bây giờ Đức Thế Tôn ngồi trên tòa sư tử ở trong tất cả các pháp. Đức Phật là tối tránh giác, trí huệ của Phật nhập vào ba đời, thầy đều bình đẳng. Lúc đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi trên tòa sư tử ở trong tất cả các pháp. Đức Phật là tối tránh giác. Bồ Tát có thể nói là tránh giác nhưng chưa đạt được tối tránh giác. Hàng nhị thừa có thể nói là giác, không thể nói là tránh giác ngoại đạo và phàm phu thì không giác, không giác mà cho rằng tự giác, đó là tà tri tà kiến, không giác tức là ngu si. Người ngu si cho rằng mình làm gì cũng đều đúng, chẳng có gì không đúng, cho nên mới gọi là không giác. Trí huệ của Phật nhập vào được ba đời, biết được quá khứ trong nhân gì, đời hiện tại kết quả gì, đời bây giờ trồng nhân gì đời vị lai kết quả gì đức phật không những biết chính mình mà cũng biết tất cả chúng sinh đời quá khứ cũng bình đẳng đời hiện tại cũng bình đẳng đời vị lai cũng bình đẳng ba đời là gì tức là quá khứ hiện tại và vị lai quá khứ là kiếp trước hiện tại là đời này vị lai là đời sau đó là ba đời lúc này có người nói tôi không tin tôi một đời còn chưa hiểu làm sao tin ba đời bạn nói rất có lý tuy nhiên bạn không minh bạch một đời đương nhiên không thể minh bạch ba đời không tin ba đời là có thể nhưng bạn có tin có ngày hôm qua chăng có ngày hôm nay chăng có ngày mai chăng việc hôm qua ngày hôm nay đã quên mất việc ngày mai càng không biết sự việc ba ngày này còn không nhớ rõ hà huống là sự việc ba đời làm sao nhớ được thân đức phật đầy khắp tất cả thế gian âm thanh của Đức Phật vang đến tất cả cõi nước trong mười phương. Thân của Đức Phật không những đầy khắp tất cả thế giới mà còn đầy khắp Pháp giới. Do đó, thân Phật đầy khắp trong Pháp giới, hiện khắp trước tất cả chúng sinh. Âm thanh của Phật lại thông đạt đến khắp các cõi nước trong mười phương. Do đó, Phật dùng một diệu âm nghe khắp trong mười phương. Ví như hư không bao trùm hết thảy vạn vật, mà trong các cảnh giới chẳng có phân biệt. Pháp thần của Phật giống như hư không bao dung tất cả sung la vạn tượng, mà hư không đối với tất cả cảnh giới chẳng có phân biệt, không phân biệt đó đây Lại như hư không cùng khắp tất cả bình đẳng mà vào trong các cõi nước, pháp thần Phật lại giống như hư không cùng khắp tất cả chỗ. ở cõi nước lớn thì có hư không lớn, ở cõi nước nhỏ thì có hư không nhỏ tóm lại cõi nước lớn bao nhiêu thì hư không lớn bấy nhiêu là bình đẳng không có lớn có nhỏ thần đức phật thường ngự khắp tất cả đạo tràng trong tất cả đạo tràng có vô số bồ tát oai đức quang minh như mặt trời mọc chiếu sáng thế giới pháp thần của phật thường đầy khắp pháp giới ngồi khắp tất cả đạo tràng ở trong đạo tràng có vô số bồ tát oai đức quang minh như ánh sáng mặt trời giữa trưa chiếu sáng làm cho mắt không thể mở được lại giống như mặt trời vừa mới mọc lên chiếu khắp thế giới đức phật ở trong ba đời tu hành phước báo như biển cả hoàn toàn thanh tịnh đức phật trong ba đời tích lũy phước báo nhiều như biển cả đã hoàn toàn thanh tịnh không ô nhiễm phước báo mà chúng ta tu chẳng phải tu trong một đời một kiếp mà là tu trong nhiều đời nhiều kiếp tu phước thì tương lai sẽ có phước báo tu huệ thì tương lai sẽ có trí huệ tốt nhất là phước huệ đều tu thì tương lai phước huệ đều xong toàn nên nhớ đừng cho rằng việc thiện nhỏ mà không làm đừng cho rằng việc ác nhỏ mà làm việc thiện tuy nhỏ cũng phải làm việc thiện nhiều là do tích tập từ ít mà thành việc ác tuy nhỏ cũng đừng làm việc ác lớn là từ việc ác nhỏ tích tập mà thành nên chú ý phải luôn luôn tu phước tu huệ mới có phước báo như biển cả. Ở trong phước, có tu phước thanh tịnh, có tu phước ô nhiễm, Phật và Bồ Tát tu phước đều là thanh tịnh, nghĩa là hàng hà xa số phiền não đều đã đạn sạch. Các Bồ Tát thường thị hiện sinh vào cõi nước của các Đức Phật, có vô lượng vô biển tướng tốt, Hoặc mình viên mãn, chiếu khắp pháp giới không có phân biệt. Bồ Tát thường thị hiện trăm ngàn ước hóa thân, trong các cõi nước chư vật mười phương, tiếng tốt trang nghiêm nhiều không có bờ mé. Thần Bồ Tát có quang minh viên mãn, quang minh này chiếu khắp tất cả pháp giới. Quang minh này ở trong pháp giới đều giống nhau, chẳng có gì phân biệt. Diễn nói tất cả các pháp như vầng mây lớn giăng tre, trong mũi đầu sợi lông đều dung chứa tất cả các thế giới mà không chướng ngại. Ở trong pháp giới sẽ nói tất cả diệu pháp giống như vầng mây lớn dang bày ở trong hư không, khiến cho thân tâm chúng sinh đều được mát mẻ. Trên mỗi đầu sợi lông của Đại Bồ Tát và Chư Phật đều dung nạp tất cả thế giới. Sợi lông tuy nhỏ nhưng dung chứa được thế giới Thế giới tuy lớn nhưng không ra ngoài đầu sợi lông, do đó nơi đầu sợi lông hiện cõi bảo vương, chẳng phải một đầu sợi lông hiện được cõi bảo vương, mà là mỗi đầu sợi lông đều hiện được cõi bảo vương, ngồi trong hạt bụi chuyển pháp, xe pháp, ngồi ở trong một hạt bụi mà chuyển bánh xe pháp. Giáo hóa chúng sinh, có vô lượng vô biên chúng sinh ở trong một hạt bụi, nghe Đức Phật thuyết pháp đầu sợi lông nhỏ như thế làm sao dung chứa được thế giới cảnh giới này chẳng có cách chi có thể giải thích chỉ có thể nói không có chướng ngại các bồ tát đều hiện vô lượng sức thần thông để giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh tại sao trong nhỏ dùng được lớn lớn tại ở trong nhỏ đó là đạo lý gì thật làm cho người bối bố rối không hiểu được cảnh giới này là các bồ tát đều hiện sức thần thông các ngài hiện cảnh giới này là khiến cho chúng sinh tiêu diệt tri kiến của mình phải học Phật pháp giáo hóa chúng sinh điều phục chúng sinh khiến cho chúng sinh đừng thấy cái thấy của mình khiến cho chúng sinh phải có tâm hổ thẹn không hổ không thẹn là buộc chân vào đá mà học Phật pháp vĩnh viễn, viễn không thể thành tựu thân Phật đầy khắp mười phương mà không đến đi trí huệ của Phật vào tất cả các tướng thấu rõ các pháp vắng lặng Thân của các đức Phật là khắp cùng mười phương, cho nên chẳng có đến cũng chẳng có đi, ví như một ly nước đã đầy rồi, còn đựng gì được nữa, lúc chưa đầy thì có thể đựng thêm nước, đó là đến, uống nước rồi đó là đi, bây giờ ly nước này đầy, không có ai đến uống, không có ai đến thêm vào, cho nên không có đến đi. Bây giờ đầy khắp rồi, từ đâu đến, đi đến nơi nào, làm sao đầy? đó là một thứ thần thông diệu dụng của các đức Phật. Ai chứng được cảnh giới này thì người đó chẳng đến đi. Trí huệ tùy thuận được tất cả tướng thấu rõ được pháp vốn là vắng lặng vì tính tĩnh, cho nên là tịch, vì vô tướng cho nên là không. Tất cả thần thông biến hóa của chư Phật ba đời đều thấy rõ ở trong quang minh. Tất cả sự trang nghiêm của tất cả cõi Phật trải qua kiếp số không thể nghĩ bàn thầy đều hiện hiện ra. Những vị đại bồ tát này thấy được tất cả thần thông biến hóa của hết thầy ba đời chư Phật ở trong quang minh, lại thấy được tất cả cõi Phật, chẳng có cách chi tính được kiếp số trong quá khứ. Tất cả sự trang nghiêm của các đức Phật ba đời đều hiện hiện ra. Những vị đại bồ tát này đều biết, làm sao biết được về trí huệ nhập vào các tướng? Có các vị đại bồ tát nhiều như số hạt bụi mười Phật thế giới cùng nhỡ quanh Đức Phật. Bồ Tát nói đầy đủ là Bồ Đề Tát Đỏa. Bồ Đề dịch là giác, Tát Đỏa dịch là Hiểu tình. Vì gọi tắt cho nên gọi là Bồ Tát. Có các đại Bồ Tát, Pháp Thần Đại Sĩ từ Bát Địa trở lên, số đông, nhiều như số hạt bụi mười Phật thế giới. Hết thảy đều cùng nhau nhỡ quanh tòa sư tử của Đức Phật. Tại sao Kinh Hoa Nghiêm dùng số mục 10? Vì 10 là một vòng, số tròn đầy. Ví như 10 lần 1 là 10, 10 lần 10 là trăm, 10 lần trăm là ngàn, 10 lần ngàn là vạn. Như thế mà tính thì sẽ được số vô lượng, biểu thị trùng trùng vô tận. Vì Kinh Hoa Nghiêm là nói đạo lý trùng trùng vô tận, cho nên dùng 10, 10 Phật thế giới tức là vô lượng vô biên thế giới của Phật nghĩa là không cách chi hình dung biết được số lượng danh hiệu của các ngài là đại bồ tát phổ hiền đại bồ tát phổ đức tối thắng đăng quang chiếu đại bồ tát phổ quang sư tử tràng đại bồ tát phổ bảo diệm diệu quang đại bồ tát phổ âm công đức hải tràng đại bồ tát phổ trí quang chiếu như lai cảnh đại bồ tát phổ bảo kế hoa tràm đại bồ tát phổ giác duyệt ý thanh đại bồ tát phổ thành tịnh vô tận phước quang đại bồ tát phổ quang minh tướng vị đại bồ tát thứ nhất danh hiệu là bồ tát phổ hiền ngài là thượng thủ trong chúng này đức tính của ngài là phổ khắp địa vị là đẳng giác ngài là đẳng giác bồ tát đức phật là diệu giác bồ tát cho nên gần cả địa vị với phật Nguyện lực của vị Đại Bồ Tát này vượt hơn các Bồ Tát khác, hạnh lực cũng hơn các Bồ Tát khác, từ bi cũng hơn các Bồ Tát khác, trí huệ cũng hơn Bồ Tát khác, cho nên gọi là Đại Bồ Tát. Bồ Tát là nửa chữ phạm, đầy đủ gọi là Bồ Đề Tát Đỏa, tức là giác hữu tình, lại gọi là hữu tình giác. Sao gọi là giác hữu tình? Dùng đạo lý giác ngộ để giáo hóa tất cả hữu tình khiến cho tất cả hữu tình đều đắc được giác ngộ cho nên gọi là giác hữu tình. Sao gọi là hữu tình giác? Vì Bồ Tát là người giác hộ ở trong hữu tình nên gọi là hữu tình giác. Bồ Tát vốn chẳng có danh hiệu gì, nhưng nếu không có danh hiệu thì không thể biểu hiện được đức hạnh hạnh môn hạnh nguyện của các ngài, cho nên mới dựa theo những đức tính trên mà ban cho các ngài danh hiệu thể tính cùng khắp là phổ tùy duyên thành đức là hiền đó là nguồn gốc danh hiệu của bồ tát phổ hiền vị đại bồ tát thứ hai là phổ đức tối thắng đăng quang phổ chiếu vì công đức của ngài viên mãn cùng khắp vượt qua đăng quang chiếu khắp mọi nơi cho nên được tên này vị đại bồ tát thứ ba là phổ quang sư tử tràng vì âm thanh của ngài thuyết pháp giống như tiếng hống của sư tử còn quang minh thì chiếu khắp như lưới tràng cho nên có tên này vị đại bồ tát thứ tư là phổ bảo diệm diệu quang vì hạnh môn của ngài tu vô cùng thanh tịnh trí huệ của ngài như bảo diệm diệu quang cho nên có tên này vị đại bồ tát thứ năm là phổ âm công đức hải tràng vì âm thanh vi diệu của ngài khắp cùng pháp giới vạn hạnh công đức của ngài như biển cả như tràng máu cho nên có tên này vị đại bồ tát thứ sáu là phổ trí quang chiếu như lai cảnh vì trí huệ quang minh của ngài chiếu khắp cảnh giới như lai cảnh giới của như lai chẳng phải một số bồ tát biết được thế mà vị đại bồ tát này thấu rõ cảnh giới của như lai vị đại bồ tát thứ bảy là phổ bảo kế hoa tràng vì kế hoa của ngài cao như tràng bóng cho nên có tên này vị đại bồ tát thứ tám là phổ giác duyệt ý Thanh. vì âm thanh của ngài vô cùng êm tai khiến giác ngộ khắp cùng sinh tâm khoái lạc cho nên chúng sinh muốn thưởng thức diệu âm của ngài do đó có tên này vị đại bồ tát thứ chín là phổ thanh tịnh vô tận phước quang vì phước đức của Ngài thanh tịnh khắp hết thầy, làm cho Pháp giới thanh tịnh, phước đức của Ngài vô cùng vô tận, trong phước đức này sinh ra quang minh, cho nên có tên này. Vị Đại Bồ Tát thứ 10 là Phổ Quang Minh Tướng, vị tướng hào quang minh của Ngài cũng khắp cùng Pháp giới, cho nên có tên này. Mười vị Bồ Tát này là Đại Bồ Tát trong các Bồ Tát. Đức Phật bắt đầu giảng kinh Hoa Nghiêm, thì mười vị Đại Bồ Tát này xuất lãnh quyến thuộc của các ngài đến Bồ Đề Đạo Tràng trợ giúp Đức Phật để Hoàng Dương diệu pháp Hoa Nghiêm. Đại Bồ Tát Hải Nguyện, Quang Đại Minh, Đại Bồ Tát Vân Âm Hải Quang Vô Cấu Tạng, Đại Bồ Tát Cùng Đức Bảo Kế Trí Sinh, Đại Bồ Tát Công Đức Tự Tại Vương Đại Quang, Đại Bồ Tát Thiện Dũng Mãnh Liên Hoa Kế, Đại Bồ Tát Phổ Trí Vân Nhật Tràng, Đại Bồ Tát Đại Tinh Tấn Kim Cang Tẻ, Đại Bồ Tát Hương Diệm Quang Tràng, Đại Bồ Tát Đại Minh Đức Thâm Mỹ Âm, Đại Bồ Tát Đại Phước Quang Trí Sinh. Trong Pháp hội của Phật Thuyết Pháp, có 10 bộ chúng đến nghe Pháp, 10 bộ chúng là một chúng ảnh hưởng hai chúng thường theo ba chúng hộ pháp bốn chúng nghiêm hộ năm chúng cúng dường sáu chúng phát tâm bảy chúng đương cơ tám chúng biểu pháp chín chúng chứng pháp mười chúng hiển pháp một chúng ảnh hưởng, tức là các đại Bồ Tát trong mười phương vốn đã nghe qua Pháp của Đức Phật nói, không những đã nghe qua một vị Phật nói, mà làm người phương chư Phật nói Pháp các ngài đều đã nghe qua, cũng hiểu rõ. Còn nếu rõ nữa, căn bản không cần nghe nữa, nhưng các ngài vẫn đến nghe Pháp. Tại sao? Vì làm chúng ảnh hưởng. Chỉ Phật nói bộ kinh hoa nghiệp này, thì những vị đại Bồ Tát này có vị từ dưới đất vọt lên có vị từ chân trời xuống, có vị từ mười phương hạt bụi cõi nước mà đến, có vị từ hư không mà đến, đến bồ đề đạo tràng để nghe Pháp. Tại sao? Vì hướng dẫn đại chúng đến nghe diệu Pháp, làm ảnh hưởng đại chúng tinh tấn nghiên cứu diệu Pháp, cho nên gọi là chúng ảnh hưởng. Hai chúng thường theo, tức là 1.250 vị đệ tử thường theo Đức Phật nghe Pháp phật đi đến đâu thuyết pháp thì các vị đó đều theo phật đến đó nghe pháp đức phật ban đầu nói kinh hoa nghiêm tuy nhiên không có đệ tử kế bên nhưng có mười phương chư phật đến làm thường tùy chúng luôn luôn không rời khỏi pháp hội hoa nghiêm ba chúng hộ pháp tức là bảo hộ người thuyết pháp an toàn phật đã thành phật lại có thần thông diệu dụng tại sao còn phải bảo hộ phật tuy nhiên có thần thông nhưng đệ tử phải tận hết trách nhiệm của mình muốn làm chúng hộ pháp. Bốn chúng nghiêm hộ, tức là đại chúng trang nghiêm pháp hội, dùng trang phát bảo cái đến trang nghiêm đạo tràng, đó là sự trang nghiêm hữu tình, dùng tín giải hạnh chứng để trang nghiêm pháp hội, đó là trang nghiêm vô hình. Năm chúng cúng dường, trong pháp hội, không thể không có người cúng dường, cho nên phải có chúng cúng dường. Sáu chúng phát tâm, phải có thiện nam tín nữ phát tâm đến hộ trì pháp hội cho nên gọi là chúng phát tâm. 7. Chúng đương cơ, tức là Phật vì những chúng sinh này mà thuyết pháp, khiến cho họ y pháp vụ hành, đó gọi là chúng đương cơ. 8. Chúng biểu pháp, tức là chúng sinh đại biểu cho pháp này. 9. Chúng chứng pháp, nghe pháp rồi chứng được sơ quả, nhị quả, tam quả, hoặc tứ quả A la hán. 10. Chúng hiển pháp tức là chúng sinh làm cho Phật Pháp hiển lộ ra, do đó có 10 bộ chúng đến thành tựu Pháp hội. Dưới đây là 10 vị Đại Bồ Tát đến Bồ Đề Đạo Tràng làm chúng ảnh hưởng trong Pháp hội Hoa Nghiêm. Vì những vị Bồ Tát này có sức lực, hiệu chiêu, các ngài đều đến, thì những chúng sinh khác tự nhiên cũng đều đến nghe Phật nói diệu Pháp Hoa Nghiêm. Mười vị Bồ Tát này là Đại Bồ Tát trong các Bồ Tát. Vị Đại Bồ Tát thứ nhất là Hải Nguyệt Quang Đại Minh, trí huệ quang minh của Ngài lớn như biển, lại sáng như mặt trăng, cho nên được tên này. Vị Đại Bồ Tát thứ hai tên là Vương Âm Hải Quang Vô Cấu Tạng, âm thanh của Ngài thuyết pháp như tiếng sấm sét lớn, ở trong hư không phát ra âm thanh ẩm ẩm, nghe kẻ điếc nghe rồi thì hết điếc, người ngủ nghe rồi thì tỉnh dậy kẻ điếc là ai tức là người không thích nghe phật pháp kẻ ngủ là ai tức là người không muốn xem kinh phật vị đại bồ tát này dùng tiếng sấm sét lớn để chấn tỉnh họ không muốn nghe cũng nghe được không muốn xem cũng xem được hải quang là hải ấn phát quang đem sầm là vạn tượng đều ấn ở trong biển vô cấu tạ tức là thanh tịnh cho nên được tên này Vị Đại Bồ Tát thứ ba là công đức bảo kế trí sinh. Công đức của Ngài lớn vô cùng như bảo kế, búi tóc báu trên đỉnh của Phật. Trong bảo kế này sinh ra vô lượng trí huệ quang, trải ra vô lượng bảo tạng cho nên được tên này. Vị Đại Bồ Tát thứ tư là công đức tự Đại Vương Đại Quang. Công đức của Ngài rất lớn, cũng đắc được Đại Tự Tại, Đại Quang Minh cho nên được tên này vị đại bồ tát thứ năm là thiện dũng mãnh liên Hoa kế ngài là dũng mãnh hóa sinh nhưng không nhiễm tướng của sự biến hóa thuyết pháp huyền diệu giống như mưa lại giống như trâu dài liên Hoa kế cho nên được tên này vị đại bồ tát thứ sáu là phổ trí vân nhật tràng mây từ bi vân và trí huệ mặt trời nhật của ngài trợ giúp nương với nhau hỗ tương chiếu soi trong vô lượng kiếp khắp cùng tương ưng cao lớn như chàng do đó được tên này vị đại bồ tát thứ bảy là đại tinh tấn kim cang tề ngài có trí huệ kiên cố sắc bén dũng mãnh tinh tấn không giải đãi cho nên gọi là đại kim cang tề tức là trí huệ thọ mạng vô lượng như kim cang không bao giờ hủy diệt do đó được tên này vị đại bồ tát thứ tám là hương diệm quang tràng ngài trì giới rất tinh nghiêm không bao giờ phạm giới cho nên trên thân phóng ra hương diệm quang đạo đức trí quang của ngài rất cao vô cùng giống như chàng cho nên được tên này vị bồ tát thứ chín là đại minh đức thầm mỹ âm trí huệ quang minh của ngài chiếu khắp là đại minh đức âm thanh của ngài cao thâm yêu mỹ vô cùng êm tai khiến cho người nghe phát bồ đề tâm cho nên được tên này vị đại bồ tát thứ 10 là đại phước quang trí sinh trí huệ quang của ngài chiếu khắp cảnh giới của phật phước của ngài cũng lớn cho nên được tên này có các đại bồ tát số đông như hạt bụi mười phật thế giới đều làm thượng thủ ở trên đã giảng qua hai mươi vị bồ tát các ngài đều là thượng thủ trong chúng đại bồ tát thượng thủ tức là lãnh tụ là người đại biểu trong chúng bồ tát tổng cộng hết thầy có các bồ tát số đông nhiều như số hạt bụi người phật thế giới số hạt bụi trong mỗi phật thế giới cứ mỗi hạt bụi lại thành một thế giới rồi mỗi hạt bụi trong thế giới này lại thành một thế giới vậy có bao nhiêu hạt bụi thì có bấy nhiêu thế giới buồn lai số lượng này không thể tính ra được dù bồ tát dùng pháp nhãn còn mắt pháp cũng không biết được số mục chính xác là bao nhiêu. Chỉ dùng Phật nhãn quan sát mới biết thế giới có nhiều như thế. Đức Phật không nói dối, có bao nhiêu thì nói bấy nhiêu. Phải tin lời nói của Phật là thiên chân vạn quyết, không thể sinh tâm hoài nghi. Đức Phật có ba thân bốn trí, năm nhãn sáu thông, mười lực, mười tám pháp bất cộng, trở nên Đức Phật quán sát vũ trụ rõ như chỉ trong bàn tay trong quá khứ các vị Bồ Tát này với tỷ lô giá na như lai cùng tu tập căn lành, tu hành hạnh Bồ Tát đều từ biển căn lành của như lai sinh ra. Từ lô giá na dịch là biến nhất thiết xứ khắp tất cả mọi nơi là pháp thân của Phật Thích Ca Mâu Ni, tướng tâm chân thật sở hiện chân thường bất biến. Bồ Tát số đông như hạt bụi trong mười phương thế giới, trong vô lượng kiếp về trước, đều cùng với Phật Tỷ Lô Giá Na tu tập căn lành trong cùng một pháp hội mỗi người tu lục độ vạn hạnh của mỗi người xin tu công đức lành dứt hẳn mọi điều tội ác đó gọi là đồng tu căn lành hạnh bồ tát tức là lợi ích chúng sinh tức cũng là lợi người lợi mình giác mình giác người độ mình độ người những căn lành này đều từ trong tỷ lô giá na phật giống như từ biển cả sinh ra vì căn lành của những bồ tát này giống như sông ngòi còn căn lành của phật giống như biển cả tuy nhiên mỗi vị bồ tát tự tu tập căn lành nhưng đều phải chảy vào trong biển của như lai đó gọi là từ trong biển căn lành của như lai sinh ra các hạnh ba la mật đều đã viên mãn những vị bồ tát này đều tu đầy đủ các pháp môn ba la mật đã hoàn toàn đạt đến cảnh giới viên mãn không thiếu khuyết ba la mật dịch là đến bờ kia bờ kia tức là không sinh không diệt cảnh giới niết bàn pháp môn ba la mật tức là đục độ một bố thí ba la mật tức là thí xà môn này gồm có ba loại muốn nói tỉ mỉ thì có tám vạn bốn ngàn loại mỗi một thứ loại có tám vạn bốn ngàn pháp môn phân tích ra thì nhiều vô cùng bây giờ chỉ nói ba loại a à, bố thí tài bố thí tài không dễ gì làm được tục ngữ có câu xả tài như lóc thịt hơn nữa làm sao bỏ được thành quách vợ con đầu mắt tủy não có đủ tinh thần như vậy mới cho thật thành bồ tát đạo bề bố thí pháp đem phật pháp bố thí cho tất cả chúng sinh kết pháp duyên với chúng sinh do đó thí tài như lóc thịt thí Pháp như mất mạng bố thí phát thì cứu được huệ mạng của người nhưng bố thí ra thì mình hao khí lực khí lực tức là mạng sống giảng kinh phải dùng khí lực thuyết pháp phải dùng khí lực đem ý nghĩa mỗi câu mỗi chữ tống vào trong đầu não của người nghe pháp giống như đem mạng sống bố thí không khác c bố thí không sợ hãi tức là khi chúng sinh gặp tai nạn rủi ro hồn phi phách tán thì phải an ủi họ khuyên họ đừng sợ chư phật bồ tát sẽ bảo hộ bạn bạn niệm danh hiệu bồ tát quán thế âm thì nhất định sẽ được cứu đó là trị bằng tâm lý. Thực ra chẳng phải chư Phật Bồ Tát từ vô lượng vô biển cõi nước bay đến đây để gia hộ cho bạn, mà là bạn không sợ sệt, Phật tánh của bạn bình an, đó là thừa mông trừ Phật Bồ Tát bảo hộ. Hoặc là có người sợ sệt thì bạn làm bằng mọi cách cho họ hết sợ, đó là vô ý thí. Hai, Chỉ giới ba la mật Giới là quy luật, cũng là con đường tu hành, cho nên tu hành phải nghiêm trì giới luật. Người trì giới luật thì sẽ có lợi ích, mỗi người giữ nam giới thì gia đình hạnh phúc, xã hội yên ổn, thế giới hòa bình. Giới có nam giới lớn căn bản, tức là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, kể cả không hút thuốc, không hút xì kèm ma túy. Lại có tám giới, bát quan trai, giới bồ tát, có 10 giới trọng 48 giới khinh, xà gì có 10 giới thì kheo có 250 giới, thì kheo đi có 348 giới. Bà nhẫn nhục bà la mật, tức là nhẫn chịu sự khi nhục, nhẫn những gì người không thể nhẫn, nhẫn có 3 thứ. A à, sinh nhẫn, tức là phải nhẫn chịu đối với tất cả chúng sinh, có người mắng bạn phỉ báng bạn, thậm chí đánh bạn đều phải nhẫn chịu. Tu hành tức là tu nhẫn nhục, nhẫn được thì không nóng giận, không nóng giận thì không có vô minh, không có vô minh thì trí huệ hiện tiền. B. Pháp nhẫn, tức là phải nhẫn chịu đối với tất cả các pháp, phải nhẫn nóng lạnh đói khát, tiếp thọ mọi sự khảo nghiệm. C. Phù sinh pháp nhẫn, sinh nhẫn được thì người không, pháp nhẫn được thì pháp không hơn nữa nhẫn được thì chẳng có chút pháp sinh cũng chẳng có chút pháp diệt, tức là trung đạo. Người không pháp không thì đắc được trung đạo điệu nghĩa, tức là vô sinh pháp nhẫn. 4. Tinh tấn ba la mật, tức là không lời biếng, không dài đãi, không phóng dật. Tinh tấn có hai: a. thần tinh tấn, tức là ngày đêm sáu thời tinh tấn hành đạo, b. Tầm tinh tấn, niệm niệm cầu vô thượng đạo niệm niệm tu vô thượng đạo, niệm niệm ngộ vô thượng đạo, niệm niệm chứng vô thượng đạo. Năm thiền định ba la mật ở trong thiền định đắc được công phu thì tùy thời tùy lúc ở trong định đắc được thiền định tam muội mới có thể đến được bờ kia. 6. Bát nhã bà la mật. Bát nhã dịch là trí huệ, bát nhã có ba thứ. A. À, văn tự bát nhã, tức là văn tự tam tạng 12 bộ, văn tự giống như thuyền qua sông, qua sông rồi đừng chấp thuyền. Về quán chiếu bát nhã, tức là tự tu huệ có trí huệ quan sát giác chiếu rồi thì sẽ đoạn trừ được kiến tư hoặc trần xa hoặc và vô minh hoặc. C. Thật tướng bát nhã. Thật tướng là tướng chân thật, tức cũng là vô tướng, tướng không hư vọng, thường quán như thế thì sẽ không bị vô minh che đậy mà hiền lộ sát đại quang minh tạo. Mắt huệ thấu triệt thấy hết thảy ba đời, nói các môn tam muội đều đầy đủ thanh tịnh, biện tài như biển, rộng lớn vô tận. Người có con mắt trí huệ, huệ nhãn thì thấu triệt được thật tướng của các pháp. Vì người đầy đủ nam nhãn thì quan sát thời gian ba đời, quá khứ hiện tại vị lai đều là giả danh mà thôi. Cho nên quan sát ba đời đều bình đẳng, chứ cũng biết rõ hôm qua và hôm nay là giống nhau, hôm nay và ngày mai cũng chẳng có gì khác biệt. Quan sát bình đẳng có ích lợi gì? Là dạy bạn đừng có tâm phân biệt, không có tâm phân biệt thì quan sát được ba đời đều bình đẳng. Bất cứ tù môn Tam Mọi